Rồi hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm của tôi nha. Mình sẽ quay cảnh giờ phút căng thẳng để lo chiếc máy xúc đất Cobenco SK03 nó nằm 7 ngày dưới đây mấy bạn. Rồi bây giờ là muốn đất ra để mà giải cứu nó nè. Hiện giờ là đã lót một cái miếng vỉ ở dưới đó rồi mấy bạn ơi. Đây chính là những cái giờ phút căng thẳng để lo chiếc máy này lên nè. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn cùng mình xem cái cảnh giải cứu ở đây như thế nào nha. Rồi con này là ếch Sumitomo, ếch 160 các bạn. Đó, cái con này không thể nằm biết bao lâu rồi nè. Ông gà giải cứu mấy bữa là không có được mấy bạn ơi. Rồi bữa nay coi xem có giải cứu được hay không nha các bạn. Là chuẩn bị và dọn cái đường cho cái chiếc Cobenco Tony nó lên á. Chiếc này sáng giờ cũng cực lắm rồi, sáng cũng làm hết buổi nhưng mà làm không xong, rồi bây giờ là phải ra làm lại cho từ đây tới chiều. Nếu mà không xong nữa thì bắt đầu ngày mai nữa nha các bạn ơi. Các bạn hãy nhớ đón xem kênh mình nha. Giờ là càng giải cứu nó càng lúng à. Bây giờ rất khó cho tài xế, ông đây nó nằm ở đây hoài, ông chủ rất là buồn rồi. Đó, quá đẹp. Cây để bắt cái đường cho nó lên, nó đừng có bị lúng á mấy bạn. Vì nó đã lót hết cái miếng vỉ rồi. Giờ là cảnh giải cứu rất là căng thẳng và quyết liệt. Ngày hôm nay là buộc phải cho nó lên luôn mấy bạn. Hôm nay vô mùa nghỉ dịch này. Giờ nếu mà không làm được là cũng rất là khó mướn nhân công để làm á mấy bạn ơi. Thank you.
Rồi. Chiếc Sumitomo S160 đang tích cực móc sình nè mấy bạn ơi. Móc lên để dọn cái đường cho nó trống để dễ đi nha. Ở đây là người dân là tích cực và giác cây để làm cái đường cho nó chắc để đi lên cho nó dễ nữa bạn. Mấy bạn
xong nó đi rồi. Quá nhiều cây luôn.
gì ở dưới nữa đó mấy bạn ơi, chắc còn giữ vậy chứ nữa gì. Dĩ này quá bự rồi, quá sâu luôn, 7-8 hạ.